đầu tháng 11, Việt Nam đã triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên toàn quốc. Vaccine Pfizer là vaccine duy nhất được chọn để tiêm chủng cho trẻ. Ngoài phản ứng phụ bình thường khi tiêm vaccine, thì phản ứng viêm cơ tim có thực sự đáng lo ngại. Tại sao tiêm vaccine cho trẻ lại thực sự cần thiết? Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ có gây ra biến đổi gen như những lời đồn đoán? Hai chuyên gia sẽ giải đáp thắc mắc này là Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Việt Nam. Ông cũng là Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng. Và Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Nguyên trưởng Khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai, một chuyên gia đầu ngành về nhi khoa tại Việt Nam với hơn 40 năm kinh nghiệm. Nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào, có thể gửi câu hỏi bằng cách bình luận bên dưới video này hoặc có thể inbox trực tiếp qua fanpage Trang Tin để được các chuyên gia đầu ngành của chúng tôi giải đáp trực tiếp trong chương trình livestream với chủ đề Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ, những điều bạn muốn biết vào lúc 9 giờ sáng thứ Ba, ngày 9 tháng 11 năm 2021 trên các hạ tầng Mocha, YouTube Trang Tin, Facebook Trang Tin và TikTok Trang Tin.